Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Hội Khoa học Lịch sử Thừa Thiên Huế tổ chức hội thảo khoa học văn hóa Champa trên đất Thừa Thiên Huế. Tham dự có ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, các nhà nghiên cứu, nhà khoa học. Văn hóa Champa trên đất Thừa Thiên Huế với hệ thống các di tích và hiện vật còn lại đã phản ánh rõ nét về một giai đoạn lịch sử phát triển lâu đời, là một thành tố quan trọng góp phần tạo nên diện mạo vùng văn hóa đa dạng đặc sắc Huế. Tham gia hội thảo, ban tổ chức đã nhận được 25 luận của các tác giả tập trung vào các vấn đề, những dấu ấn văn hóa Champa trên đất Thừa Thiên Huế, quan hệ Đại Việt Champa trong lịch sử, việc phát huy giá trị hệ thống di tích Champa tại Thừa Thiên Huế. Các nhà nghiên cứu, nhà khoa học đã đóng góp nhiều ý kiến, tập trung một số vấn đề cần làm sáng tỏ thêm về văn hóa Champa là thành tố quan trọng tạo nên bản sắc văn hóa Huế, các giá trị tiêu biểu của văn hóa Champa, vấn đề về phát huy giá trị văn hóa Champa trong giai đoạn hiện nay. Việc nghiên cứu, gìn giữ và phát huy các di tích hiện vật sẽ làm giàu kho tàng văn hóa đất nước, văn hóa Thừa Thiên Huế, góp phần nâng cao thụ hưởng văn hóa của người dân, tạo nên địa chỉ hấp dẫn, thu hút khách du lịch khi đến Huế.